Dạ. Mẹ con có giống cô Thảo Mai không vậy? Mẹ con làm gì có cửa. À, mẹ con đẹp hơn cô Thảo Mai nhiều. Sao mẹ không về thăm con? Mẹ con đang làm nhiệm vụ giải cứu thế giới. À, Thọ, mẹ con đang ở một nơi rất là xa để giải cứu các em nhỏ chống lại khủng long bạo chúa nè, rồi nhện ác ma và nhiều sinh vật huyền bí. Mẹ con là siêu nhân, có gương mặt siêu siêu đẹp. Và đặc biệt là giọng nói của mẹ con thì nhỏ nhẹ, nghe cuốn hút dữ lắm. Anh Quân, nó là con của tụi mình đó. Anh đừng nói giúp em nha. Em xin lỗi. Cha, tự nhiên cha làm thinh vậy? Cha bị lên máu. Lên máu là sao cha? Cha nhớ mẹ con. Con cũng lên máu nữa. Sao vậy? Thì con nhớ mẹ. Bà bị lố nghe. Nó bị lớn mà đặt lên máu rồi nữa. Nhưng mà không biết bây giờ gương mặt ra sao nữa. Mặt của ai? Của mẹ á cha. Cái hình của cha đưa cho con đó. Ý con nói là bây giờ nè. Tấm hình nó lâu rồi. Hồi đó cha quá trời tóc. Giờ cha hết tóc. Không lẽ mẹ cũng vậy? Cha cầu cho bà như vậy. Cha nói giỡn. Tóc mẹ con đẹp như một dòng suối.